lễ tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 ở Toronto. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 23 tháng 4, Hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa tỉnh bang Ontario, Canada phối hợp với các hội đoàn đã tổ chức một lễ tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 tại quảng trường Nathan Phillips trước tòa thị chính thành phố Toronto với sự tham dự của đồng bào, các đại diện hội đoàn, tôn giáo cũng như có những quan khách và các dân biểu liên bang, dân biểu tỉnh bang và nghị viện thành phố. Được biết, một lễ tưởng niệm thứ nhì sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy 30 tháng 4 tại quảng trường Celebration ở thành phố Mississauga. Một buổi lễ tưởng niệm cầu siêu cũng sẽ diễn ra trong ngày thứ Bảy 30 tháng 4 tại Bia Đài Nghĩa Trang Glen Oaks Memorial Gardens ở thành phố Oakville, tỉnh bang Ontario.